Chào bà con ha. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ngày hồng ngoại. Thì ngày hồng ngoại nó sẽ có những chức năng như thế nào? Đó là chúng ta sẽ giữ ấm. Đối với những nơi mà lạnh, giống như là có bốn mùa sinh thái phương đông á, thường đó thì ở miền Bắc chúng ta lạnh, chúng ta có thể sử dụng đèn để giữ ấm, có thể cài cho người lớn tuổi. Và đặc biệt đó là có chức năng là để giảm đau xương khớp và cả đau vai, đau cơ. Ví dụ khi mà chúng ta làm việc nhiều mà mỏi mà thư giãn á, có thể gọi đèn hồng ngoại vào những cái chỗ như vai, những chỗ mà mình đau nhất để mình xoa bóp. Và bên cạnh đó là những cái khớp của người lớn tuổi như là khớp gối hoặc là đốt sống, cột sống sau lưng là chúng ta cũng có thể sử dụng. Rồi thì bây giờ cái này sử dụng như thế nào, rất là đơn giản đó nha ha. Trước tiên đó là mình sẽ mở đèn lên đó, và mình chỉnh cái độ nóng vừa phải nha. Mình có thể tăng giảm được nè đó, nhưng mà mình chỉnh vừa phải thôi, đừng có nóng quá. Và cái khoảng cách chúng ta xài là khoảng từ 50 đến 80 cm để cho không bị thổng nha. Nó tầm như thế này nè. Ví dụ chúng ta sẽ chiếu rọi vào những chỗ cần sưởi ấm, ví dụ giống như là cổ tay chúng ta đang đau nhức chỗ này, và là khớp gối ở nhà ha. Và đặc biệt là đối với những nơi mà chúng ta có vùng da nhạy cảm, giả sử như chúng ta muốn sưởi ấm ở hót hay đầu mà những nơi nhạy cảm như mắt, chúng ta sẽ dùng cái khăn, có thể là cả khăn ẩm ướt để mình có thể bảo vệ mắt mình nha. Cái máy này thì nó, cái đèn hồng ngoại thì rất là dễ xài đó, cả nhà thấy nè, mình tăng lên để giữ ấm. Nếu mà giữ ấm ở xa cho toàn thân á, mình sẽ tăng lên và mình giữ khoảng cách xa ra thì nó sẽ lan rộng ra, cả nhà thấy không? Còn nếu mà chúng ta để sự ấm một nơi á, một chỗ, nếu mà ở cổ tay đó, thì chúng ta dặn nhỏ lại và chúng ta sẽ để gần vô ha, rất là dễ xài. Và cái này là bảo hành 3 năm 9 hãng đó nha ha. Thì trên thị trường nó có rất là nhiều hãng và nhiều giá. Ví dụ giống như có cái dòng mắt tiền thân là nó sẽ có cái cây cao để chúng ta có thể để đứng được. Thì cái dòng máy này á, dòng đèn này thì nó đơn giản như vậy để chúng ta có thể sử dụng được cho gia đình. Nếu mà cả nhà có gì thắc mắc thì có thể gọi trực tiếp đến cho Hoàng Sơn nha. Và giá của cái mẫu này là 450.000 cả nhà ha. Cả nhà có số điện thoại ở bên dưới để có thể gọi điện trực tiếp đến sức khỏe 60 giây. Xin tư vấn nha.